vui vui vui. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Về đây, siêu tình ăn nhí đầu tiên chúng ta bé Ma Hoàng Ưng. Con ơi, hãy gửi lời chào đến quý vị khán giả và ban giám khảo của chúng ta nha. Con chào các cô chú. Con tên là Hoàng Ưng, năm nay con 9 tuổi. Con là quê ở đâu? Con đến từ Đắk Lắk. Mỗi lần con đánh pizza khoảng 1-2 tiếng. Mỗi khi con đi học về con thấy mệt mỏi, con lấy pizza ra tập. Sau này con lớn con muốn tham gia các giải đấu chuyên nghiệp hơn, chinh phục các giải thưởng lớn hơn. Con là Ma Hoàng Ân, con là siêu tài năng nhí. Và ngày hôm nay là bé Ưng của chúng ta đến với lại một cái tài năng có thể nói là lần đầu tiên xuất hiện ở siêu tài năng nhí. Con ơi, khi mà con tập môn này á, là con tốn tiền nhiều không? Dạ không. Ủa sao vậy? Bố con làm câu lạc bộ. Ây da, nhà chồng có hết mọi thứ. Dạ. Mà cái này là ba con chỉ con chơi đúng không? Dạ. Nhưng mà vấn đề là con nhỏ, con thấp quá. Cái tay mình đâu có thọt tới cái bàn đâu mà mình chơi sao được. Được à? Đó. Ê, trời ơi. Mà bây giờ là 9 tuổi. Dạ. Mà chơi được 2 năm có nghĩa là 7 tuổi là nó chơi rồi. Dạ. 7 tuổi nó còn lùng hơn nữa. Không lẽ chơi vậy? Con nhỏ tập rồi con có đứng lên ghế tập không? 7 tuổi con đứng lên. Không, trời ơi, nhìn nè, bây giờ câu lạc bộ là của ba mà. Cho nên là ba sẽ làm cái nhỏ xuống, thấp xuống cho con là chơi phải không? Dạ, ba trời ơi, ơi. Thấp xuống luôn. Đúng rồi. Đúng dạ. Rồi, trời ơi, ta có điều kiện. Trời. Xin lỗi nhà, em không có gì ngoài điều kiện. Dạ. Mà ngày hôm nay ba có đi với con không? Dạ, có. Wow. Ủng hộ tinh thần. Dạ. Dạ, cho nên là hôm nay con phải thiệt là xuất sắc, làm cho các cô chú thấy cái tài năng tuyệt vời của con. Ngài, con dạ. Sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi. Ở đây chúng ta đang có 10 viên bi ạ. Và bé phải đưa chính xác cả 10 viên bi vào đây trong 10 lần phát cơ. Bây giờ 15 giây cho 10 trái này vào lỗ được không? Dạ được. Chắc nên. Con trai yêu dấu trong cuộc đời của con có điều gì làm con vui sướng và hạnh phúc không? Con thích cái gì? Thích gì cũng được. Thích gì cũng được. Đây là con có đam mê cái cơ nào mấy chục triệu không? Em si bậy quá, em si dạo này bậy. Em si bậy lắm rồi nha. Em bớt mớm lại. Con ơi, dạ. Con có thích ăn, thích uống một cái gì đó đặc biệt không? Con thích trà sữa không? Dạ có. Order liền một ly trà sữa đào, quánh trúng giao lên, không trúng giấu uống luôn cho tôi. Chúng ta sẽ có thử thách cho bé Ưng là con phải hoàn thành được cái thử thách lần này trong vòng 15 giây nha. Hãy nhớ là đưa chính xác cả 10 chiếc bi vào lỗ. Sẵn sàng chưa? Thử thách bắt đầu. Vào lỗ rồi. Nhưng mà do cái bi này nó đầy quá. Dạ, tôi không tin. Xin mời trải nghiệm ạ. Đây ạ, có phải là rất đầy không ạ? Nếu mà tính ra như vậy nha, là ghiêu sai. Sao vậy? Tại vì hồi nãy trái banh vô thấy cảm thấy đầy đầy là Di phải nhét vô tay, phải lấy ra bánh mới được. MC không có trách nhiệm. Đúng. Cho nên đúng. Người phải giao trà sữa là MC. Đúng. Ủa, ai cái vợ chồng này? Tại sao có thể một bì một ly trà sữa thôi mà bán đội cho em như vậy được? Khi mình là một MC, mình phải có trách nhiệm với là người chơi em của ơi, mình. Đúng không? Mà kêu nó làm vậy á, là sẽ dập hết ngón tay. Bây giờ dập thì cái đó chuyện của MC. Đúng vậy chị. Khi mình làm chương trình, xá gì một cái tay mà bị dập. Thôi mà, có sao đâu, đúng không? Trời ơi, mọi người làm gì ăn hiếp của tôi vậy không được. Người đâu? Cho đòi trà sữa. À, nhưng mà anh đã biết được cái thời gian bé hoàn thành đâu mà anh đã giao trà sữa cho bé rồi. Ồ, đúng không nè? Báo đi, em báo đi. Bé Ưng,
đã hoàn thành thử thách trong vòng 10 biến trà sữa cái coi. Đó luôn. Cảm ơn em trai. Hút, hút vô con. Thằng nhỏ được cái nó hút một hơi. Nãy giờ giao tiếp với chú Thành bị stress hay sao con uống dữ vậy? Rồi uống hết bình luôn kìa. Rồi mượn coi, mượn cái ly coi, mượn cái ly coi còn nhiêu. Cũng hết 1/4 với anh. Nhỏ đẩy cái hết nửa ly rồi. Vai trò quan trọng nhất á là không phải là ai hết mà là MC Gil. Bây giờ 12 trái banh. Ngon. Tay phải cái tập trung cái đây quay nè. Chị đã nhận ra được vấn đề rồi đó chị. Anh hiểu không vậy anh? Cái gì? 12 trái banh mà vào một cái lỗ là cái vai trò quan trọng nhất không còn là bé nữa mà là Gil. Đúng. Em phải biết cách thò tay vô đúng lúc để đúng. Làm sao cho 12 bi vẫn phải có chỗ chóc. Dạ em hy sinh móc đúng dạ để có thể tạo được một khoảng trống cho con em có thể hoàn thành thử thách thành công. Đúng đúng rồi dạ. Ân ơi, nếu cái đoạn cuối mà cô Gil có thọc tay xuống lấy cái trái banh á thì con vẫn phải quyết liệt lên. Đúng. Con có hai điểm nhắm, một là cái lỗ, hai là bàn tay cô Gil, quýt trúng cái nào cũng được điểm. Nghe nói vậy nó càng ai bé bé càng áp lực thêm luôn. Không, dám đâu, nó vui lắm. Và thử thách bắt đầu. Hay quá. Hay quá, yêu quá. Đã có trội quá. Trời ơi, Gil cũng xuất sắc luôn. Trời ơi. Chúng ta là một đội kết hợp rất hiệu quả. Yeah. Oh. Ân là dánh, một tràng vỗ tay cho A Mốc và A Dánh. A Mốc và A Dánh. Còn Ngọc là tên là Dục, đây là A Dục, tôi là A Xìn. Chị Harry Won thì sao? Harry Won là A Hoành. A Hoành, A Xìn, A Dục, A Mốc và A Dánh. Chúc mừng A Dánh đã hoàn thành thử thách thành công. Giỏi. Yeah. Tôi muốn đưa thêm 3 cái, 15 cái, 15 giây. Nhưng mà anh đã biết được cái số lượng giây mà bé vừa hoàn thành là bao nhiêu đâu ạ? Là bao nhiêu? Anh đoán xem. 14. Và với sự hỗ trợ của A Mốc, cái sự truyền lòng tin và cái sự nhiệt huyết cho A Dánh, cho nên bị trễ hơn. Thì vừa rồi A Dánh đã hoàn thành được 12 trái bi trong vòng 10. 2 giây. Đừng tỉnh không? Trời, ai nói nó kệ. Rất không là điềm tĩnh, không quan tâm. Tại nó không có nói nhiều. Nãy giờ nó đang nghĩ có ly trà sữa nãy giá như nãy mình hút thêm miếng. Kiểu gì? A Dánh ơi, A Dánh. Dạ. Dạ rồi. Nó biết nó là ai rồi. A Dánh ơi. Dạ. 15 trái trong 15 giây, quýnh thêm lần nữa quýnh được không? Nhắm coi, được không? Dạ được. Bây giờ thí dụ mà A Dánh quánh trúng 15 trái này thì A Dánh có yêu cầu A Xìn tặng cho A Dánh thêm cái gì nữa không? Yêu cầu sẽ được thực hiện. Ôi cái mặt kỳ chứ thương chưa à? Cưng quá. Sao suy nghĩ cho kỹ nè, A Dánh có thích cái gì không? A Xìn sẽ tặng cho A Dánh nè. Đang nghĩ đó, đang suy nghĩ. Suy nghĩ, chạy số nha. Đang chạy số đó. Hồi nãy thấy ly trà có vẻ thành công cho nên giờ. Biết là người ta nói được là làm được mà. Tôi nghe thấy có chữ dạ là tôi thấy ổn nha, bên tổ chức nha. Bên NASA có chuyện tín hiệu qua rồi. Đúng rồi nha. Sao A Dánh muốn gì? Con người lịch sự ta không có cần quan tâm xung quanh. Tự trọng lắm, không có nghe lời gợi ý của gia đình đâu. Đúng rồi. A Dánh thấy sao? Em hết sức nghiêm túc rồi nè, để A Dánh nghĩ anh. Còn thêm một cái cơ. Con thích cái cơ màu gì? Màu gì cũng được. Từ từ, để sệt coi cây cơ nhiêu. Ê, được chế ơi, triệu mấy? Có cây 1,7 triệu nè. Ôi vậy thì anh mua cho em cái luôn đi. Cái gì? Anh mua cho em chiếc luôn đi. Không, tôi mua bà cây cơ, bà mua tôi cây vàng đi. Cái gì cũng đòi hết á, tức thiệt á. Tại
Thôi thôi thôi, hai đứa về nhà nói chuyện đó đi. Về nhà đi. Rồi, A Xin sẽ tặng cho A Dánh một cây cơ 1,7 triệu. Nếu như thành công. Nếu nha, đó là nếu như quánh trúng nha, rớt ra ngoài một trái cũng mất cây cơ nha. Cái này gọi là động lực nha con nha. A Xin ơi, ví dụ A Mốc mà Mốc thành công thì A Xin tặng gì cho A Mốc à? A Mốc muốn gì? Đó, tiếp tục hỏi. A Mốc muốn gì? A Mốc, thí dụ mà lỡ rớt cái móng nào thì A Xin tặng cho A Móng cái bộ nail đẹp đẹp. Làm cho một cặp nail luôn. Dạ. Cảm ơn A Xin. Đi làm chung gia dục. Sao không có tôi? Thôi bà làm móng gì? Sao chị cũng đòi nữa à? Có bao giờ bà sơn móng tay đâu mà bày đặt xạo xạo rồi. Rồi, à, nãy giờ mình giao lưu cho con thoải mái thôi, bây giờ con nhắm lại nè, con hết sức tập trung. Cố gắng lên Dánh ơi. Vẫn là 15 giây, vẫn là sự hỗ trợ của Gil. Cố lên, và thử thách bắt đầu. Là do cái tay của em ruột ra chứ không phải là do không chính xác của bé. Chỉ có đúng một cái này là nó có một cái sự va chạm lệch nhẹ. Sau khi em cập nhật lại với lại thông tin từ NASA gửi xuống, bé đã hoàn thành được 14 trái trong vòng chỉ 13 giây. Giờ mình muốn 15 trái luôn được không vậy? Không. Chúng ta phải tập cho cháu chịu trách nhiệm trước mọi hành động mình đã làm. Dạ. A Dánh đã quánh hụt một trái, đúng không? Dạ. A Dánh muốn tôi xử như thế nào? Có nghĩa là vậy nè, tôi đề bài là 15 trên 15, nhưng mà A Dánh thì lại quánh hụt một trái. Ngược lại A Dánh lại quánh 14 trái mà có 13 giây. Bây giờ A Dánh nói có A Dánh muốn tôi xử làm sao và tặng hay không tặng. Mời A Dánh tự suy luận. Có nghĩ là mình xứng đáng không? Ủa trên cái gì mà phải nhìn trên suy nghĩ gì ta? Không phải suy nghĩ, còn coi xứng đáng không? Phải trả lời cho đích đáng. Cái thử thách đầu tiên, bé hoàn thành được 10 trái trong vòng 13 giây. Nhưng mà từ lúc nãy, bé hoàn thành 14 trái cũng trong vòng 13 giây. Có nghĩa là với sự cố gắng của con đã nâng lên được 4 trái bi. Đúng, dưới 1 giây 1 trái. Wow, là con đã vượt bậc rồi đó. Dạ có. Có nhỏ đáng yêu dễ sợ, rất là thật. Mà phải lý giải tại sao con suy nghĩ một hồi rồi con nói có. Con dựa vô đâu mà con cảm thấy là mình đáng để nhận một món quà? Con nói chú nghe thử coi cái suy nghĩ con là gì. Tại vì nếu mà con đánh vô 14 trái bi mà 13 giây mà con đánh chậm lại con sẽ vô. À, có nghĩa là nãy nếu mà đánh chậm lại thì sẽ vô. Chậm lại đúng 15 giây thì con đã vô rồi. Đúng. Mà tại vì con cố gắng nhanh hơn. Ý bé là bé vẫn cố gắng vượt ngưỡng. Có suy luận, tốt, tặng cơ. Biết tiến, biết lùi. Tốt, không những tặng cơ, tặng con thêm một cái đồng hồ. À, cái đó của A Móc nè. Em đã gửi gắm cho A Dục. A Dục dùng luôn. Tặng cơ. Yeah, chúc mừng A Dục. Với chương trình Super 10, chúng ta đang có chủ đề cho thử thách của bé là một con số 10. Nhưng con số 10 này đang có một điểm khuyết, chưa được trọn vẹn lắm ở cái số 0 này. Thưa quý vị, có nghĩa là cái đống pizza này người ta xếp thành hình số 10. Và trong đó số 0 đang bị thiếu một chỗ trống. Thì chỗ trống đó là cháu sẽ quánh banh vô cái chỗ trống đó để hoàn thành số 10. Tôi mời hai giám khảo còn lại vô để coi thử biết độ khó. Nhìn đi rồi mình thấy rung động nè. Cái này khó nha, không phải đơn giản nha. Cái này khó thiệt chứ không phải giỡn à. Thực ra mình nhìn cái đó mình đang thấy khó một. Nhưng không thể nào mà cho bé để bí đây rồi bé đánh nhẹ vô đây là hoàn thành được. Đúng, đúng không ạ? Cái luật của chúng ta bắt buộc là bé phải dội 3 băng rồi sau đó mới về cái điểm đó ạ. Chỗ gì mà ngang ngược quá vậy? Cái này nói thiệt nghiêm túc nha, lấy cái tay á, mình khứng cho nó ấy thôi là đã khó rồi. Mà cái này đụng tới 3 băng xong rồi vô trong đi thì sao được trời. Là phải chuẩn bị trong đầu cái độ chính xác từng góc cạnh để mà đánh vô đúng cái vị trí đó. Dạ đúng rồi. Bây giờ Ân,
con nghĩ là mình có thể hoàn thành thử thách này trong lần đầu tiên không? Con nhắm coi, con cần bao nhiêu lần? Nó có hiểu tôi đang hỏi không ta? Người ta có một cái sự tính toán. Đang tính toán để giải quyết cái vấn đề này. Để coi cuối cùng câu trả lời là gì. Dạ đúng rồi. Mà anh có chắc là sẽ có câu trả lời cho anh không? Thì đợi đấy, mình ráng đợi nè. Đang coi cái kết quả. Hai lần. Cho con 3 lần luôn. Dạ. Trời ơi, rộng rãi. Quánh. Cố lên mọi người, tập trung nha. Ê, cái gì? Ê. Ủa, cái gì vậy? Tim chị nó đứng lại luôn á. Một chút xíu nữa thôi anh ơi. Quá tuyệt vời con, quá. Ủa, là cái gì hay vậy? Trời, em nghi bản thân em là em đang nhìn cái gì luôn ấy. Ôi trời, anh cũng hết hồn, nó chọi cái gì vậy? Rất là tốt rồi Ân, cứ tập trung nha. Hơi nhẹ. Bây giờ con canh thử. Nhắm đúng rồi đó. Và thử thách của con thành công. Wow, amazing. Gì vậy trời, ngầu quá hả? Wow, siêu ngầu luôn ấy. Quan trọng á, ngoài cái chuyện cháu làm được, cái cách làm mới ngầu. Đúng rồi. Rất là bình tĩnh. Từ bây giờ em sẽ rất là thích những đàn ông mà biết chơi bia trôi như siêu hồn. Nam Tu Sĩ sẽ không chơi bia nha. Anh có để ý tới bé không? Khi mà hỏi cái bé không có trả lời liền, bé phải tính toán hết kỹ rồi. Đúng. Thì mới dám trả lời, tức là vậy nè. Lúc đầu chú tưởng con không quan tâm tới câu hỏi. Con nhắm coi, con cần bao nhiêu lần? Ai ngờ là người ta là phải tính toán. Tức là bé là một người rất là suy nghĩ sâu, chứ không phải là muốn nói gì thì nói. Dạ đúng. Mà quan trọng biết tiến biết lùi. Báo 2 lần thôi, đúng không? Ví dụ nãy giờ báo 5 lần thì mình cũng cho 5 lần đúng thôi. Đúng rồi, đúng. Xin rồi. Xin có 2 thôi, người biết sống tử tế biết điều. Chúng ta hãy cùng đến với sự xếp bi tiếp theo. Và bây giờ con sẽ tiếp tục mang đến bất ngờ cho các vị ban giám khảo nữa. Với thử thách này em nghĩ nên đặt tên là rắn vồ mồi. Vì sao ạ? Từ lúc nãy tới giờ thì mọi người thấy là bé Hoàng Ngân đã có thể đưa chính xác những trái bi vào lỗ. Nhưng mà nó là đưa thẳng vào lỗ thôi, không có một cái chướng ngại vật gì hết. Và ngay bây giờ ở đây chúng ta có một kỹ thuật có thể nói rất khó. Đó chính là phải đưa cái viên bi này biến thành một con rắn, nhảy qua cái chướng ngại vật này và vồ con mồi đằng kia đưa vào lỗ ạ. Ê, cái đó là những người cao thủ mới làm được. Đâu cần, các anh chị có thể search lại cách đây vài phút tôi đã vừa vồ mồi một cái rồi. Nhưng mà anh vồ lạ lắm, cái thế anh vồ. Đúng rồi, đó là một cái gì đó rất là lạ. Và anh có biết không, khi mà ai mà muốn là thuộc vồ dưới á, là ở bên Hàn Quốc là nghe nói là trên 300 điểm thì người ta mới làm được cái chuyện đó. Trên 300 điểm là gì em? Tức là những người mà cao thủ mà nó trên 30 lần trúng á thì người ta mới được quyền làm cái này, còn không á thì người ta không được làm. Anh có biết tại sao không? Hư bàn. Hư cái bàn. À. Là những người cao thủ trên bao nhiêu điểm đó thì người ta mới cho phép, còn kiểu như anh mà làm á thì anh phải đền hết cái bàn. Sao nãy nói là không rành môn này?
Nhưng mà chú Chiến Thành không có ổn gì môn này, nhưng mà riêng vợ của chú Chiến Thành thì nó kinh khủng khiếp. À. Dạ không chị, em cũng không có biết chơi nha. Em không có biết, em chỉ có biết nhìn chơi người ta chơi thôi. Sao, sao? Biết em biết luật mà. Tại vì em rất là mê đàn ông nào mà chơi bia hay á. Thực ra thì hồi trước em có đọc một bộ truyện tranh về cơ thủ, về bia, cho nên em biết đây là một trong những cái kỹ thuật rất khó. Với cái chiều cao của người lớn thì có thể đứng tầm tầm như vậy được, nhưng mà bởi vì chiều cao của bé ưng cho nên là chúng ta có hỗ trợ bé một cái bộ. Mình cùng đến với chiêu thức rắn vồ mồi của Hoàng ưng được không ạ? Được. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Và đây sẽ là thử thách của con nha. Tôi nghĩ là tôi phải thử cái con chiêu cốc vô mồi này. Sao em lo cho cái bàn quá anh ơi. Anh ơi cái bàn, anh ơi em không muốn đền cái bàn. Không sao. Anh không sao, em có sao cho em mất tiền mà anh. Từ nay anh không đền chủ hai bên này. Chưa gì nó cảnh cáo rồi. Cảnh cáo chứ. Anh ơi trời ơi. Sao cái thế của con trai em nãy con thế nên thế này lạ quá. À thế lạ. Cơ em đi thử không? Vậy luôn hả con? Bà Ngọc này có máu bi da nha. Tạo dáng thôi em. Rồi vô hai cái luôn. Hai cái vô hai nơi luôn. Hai đi qua anh thử đi, hai đi qua anh thử đi. Bây giờ anh dánh quýnh lại lần nữa. Đứng ngày coi nó mới phê nè. Mê nha, mê, chị mê luôn cô à. Mới có 9 tuổi học 2 năm. Dạ, chị Ngọc với tất cả những cái sự thể hiện ngày hôm nay vượt qua những cái thử thách của chương trình thì Hoàng Ân đã chinh phục được chị chưa ạ? Rất chinh phục cô Ngọc rồi. Hoàng Ân à, con giỏi quá đi à. Bé xíu à, mà tại sao giỏi như vậy? Và ngày hôm nay Ân đã làm cho cô Ngọc thích quá luôn. Con nhẹ nhàng, con đơn giản nhưng làm cho mọi người nể phục con. Rất là tuyệt vời, nó cũng của anh, số 1 nha. Mê Hoàng Ân lắm luôn. Cô rất là mê luôn. Có cách nào mà cô có thể học cái này từ con được không dở? Muốn đăng ký lớp luôn ấy. Ân có đứng lớp nào dạy cho bạn cùng tuổi hay là người khác chưa con? Cười dạ, chưa. Tại vì khi mà mình tự làm lại mình không có canh được. Hoàng Ân hả? Cô xuống dưới xí nữa, xuống dưới xí nữa là tụi nó nhảy vô như đúng rồi vậy đó. Hướng dẫn liền đúng không? Hướng dẫn liền ngay lập tức. Trời ơi mà đúng mày, mình đánh được đúng cái kiểu mà thầy chỉ á, tự nhiên mình phê lắm luôn á. Thiệt con không có năng khiếu về dạy nữa đó, rất là giỏi luôn á. Rồi còn chú Thành thì sao ạ? Chú Thành thấy là con còn rất là nhỏ nhưng mà cái cá tính của con được hình thành rất là rõ ràng. Con luôn luôn suy nghĩ để con đưa ra một lời nói nào đó, nó rất là có cái sự trách nhiệm ở trong đó. Và chú Thành thấy là con cực kỳ bình tĩnh. Chú Thành hy vọng là con sẽ giữ được cái điều này để con bước vào cuộc sống của con thật vững vàng. Cảm ơn A Danh. Cảm ơn ba vị giám khảo của chúng ta và chúc mừng con đã chinh phục được lòng yêu mến của ban giám khảo ngày hôm nay. Mà A Danh ơi, ước mơ tương lai của con là gì nào? Ước mơ tương lai của con là đánh bia hay. Là dễ thương. Bia hay là thành là một cơ thương chuyên nghiệp rồi. Rồi có quản lý câu lạc bộ cho bố luôn không? Dạ có. Chúc mừng con nha. Và đây sẽ là những cái phần quà của chương trình dành tặng cho con. Và dĩ nhiên cũng sẽ có phần quà của chú Thành, của Harry Won gửi tặng con nữa. Xin mời Heo Cowboy ạ. Gửi Hoàng Ân, chúc mừng con.
vị khán giả, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút và đến với siêu tài năng nhí tiếp theo. Theo cáo bồi, nguồn dinh dưỡng từ thịt. Thứ tư hàng tuần, đừng quên đón xem siêu tài năng nhí mùa 3 trên YouTube Madison Media Group.